Cha là một hot girl của trường cấp 3, cô luôn được mọi người ngưỡng mộ, cho nên cha có một tính cách chảnh chọe và bố đời. Với tài năng và nhan sắc, cha và nhóm nhạc UBI của mình cực kỳ nổi tiếng. Trong khi đó, Jiwa là một nữ sinh dự bị chẳng có gì đặc biệt. Dẫu vậy, cô có một niềm ái mộ mãnh liệt với nhóm nhảy UBI. Cô luôn mong một ngày có thể trở nên tài giỏi và nổi tiếng như họ. Còn đây là Nalin, bạn cùng lớp với bọn họ. Nó là diễn viên quần chúng nên tạm thời chúng ta không cần quan tâm. Nhóm nhảy UBI luôn chiếm trọn tình yêu của fan hâm mộ bằng những vũ đạo cực kỳ ấn tượng. Khi buổi biểu diễn kết thúc, họ ra ngoài thì fan đã chờ sẵn rất đông. Có người xin chụp ảnh, tặng quà, phỏng vấn. Cặp đôi Ja và BZ đang rất được các fan yêu quý. Bên này còn có một đôi nam nam cũng hot không kém. Họ được fan đẩy thuyền kịch liệt, lại biết cách trả lời mập mờ về mối quan hệ của mình nên càng khiến fan thích thú. Cả nhóm ngồi ăn uống trong phòng nghỉ, một cô gái thu gom đồ bước vào. Đó là Jiwa. Cô liên tục nhìn về phía Ja với cặp mắt ngưỡng mộ. Ai cũng nhìn ra điều đó và cười cợt cô, nhưng khác xa với thái độ thân thiện hồi nãy. Ja tỏ ra kinh bỉ Jiwa. Jiwa ngưỡng mộ nhìn về phía Ja. Sau khi cô thu xong đồ liền vội rời đi. Trên bức tường trong căn phòng này dán rất nhiều tranh ảnh kỳ lạ. Ngay cả trên máy tính cũng là hình ảnh về những con búp bê. Cô gái này đang chế tạo một hình nhân. Phải chăng là muốn hiểm bùa Ja? Hình Ja được dán cạnh đầu của một con búp bê tóc dài, trông rất đáng sợ. Khi ấy trong phòng tập, đám bạn đang bàn tán về Jiwa, nói rằng Jiwa muốn thế chỗ của Ja. Khi Jiwa đi lấy nước cô ra ngoài thì vô tình đụng phải BZ, bạn trai của Ja, nằm đè lên anh ta, tạo nên một cảnh tượng rất ngôn tình. Cảnh tượng này vừa hay được chụp lại bởi thằng bạn tóc trắng. Jiwa xin lỗi rối rít rồi vội ôm thùng nước chạy đi. BZ còn có vẻ khá lo lắng cho Jiwa. Lúc Ja vừa tập xong, đang bận đứng nhiều chuyện thì Jiwa ngồi một góc quan sát Ja, vẽ vời gì đó, nhìn rất mờ ám. Ta vẫn không hay biết gì. Bản vẽ này được đặt bí ẩn trong phòng tập. Tóc trắng đưa ra xem. Cả đám nghi ngờ Jiwa đang âm mưu gì đó không lành. Cô nàng cai múc này là một hủ nữ. Cô ta đang ngồi hí hửng với cái video OTP fan tự chế của mình. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện từ từ, rồi chậm chậm tiến lại gần, đặt tay vào vai cai múc. Cả cai múc và con ma đều la hét. Hóa ra là bạn cùng phòng đang đắp mặt nạ, thật khiến người ta sợ hết hồn. Sau đó cả hai tắt đèn đi ngủ. Cai múc nằm mơ mộng về cái OTP sẽ trở thành hiện thực. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để hai idol của cô yêu nhau. Trong khi đó, chiếc xe này dừng lại tại một con đường vắng và tối. Tài xế nhân lúc nữ khách này ngủ say mà mò mẫm dê xồm bà ta. Khi ông ta bước xuống xe, toàn thân đột nhiên ngứa ngáy, nằm vật ra đất, bụng như bị một thứ gì đó tím dịm tấn công, máu cứ thế phun ra liên tục, dãy giụa dưới ánh trăng sáng vàng vạc rồi chết. Cảnh tượng thật đau đớn và kinh dị. Tin tức về cái chết kỳ lạ mau chóng được lan truyền trên internet. Học sinh cả trường đang truyền tai nhau về vụ việc người đàn ông chết vì bị dính ngải. Cậu bạn này hỏi Nalin tại sao lại căng thẳng. Cô chỉ trả lời là hoảng sợ rồi đuổi gian mau lên lớp. Nhóm nữ sinh này đang ngồi xem mấy tấm hình sexy rồi bình phẩm. Đột nhiên Ja lướt trúng tấm hình Jiwa ngã nằm đè lên bát. Ja vô cùng tức giận, bắt họ phải xóa tấm hình đó. Ja vào toilet rửa tay, chợt thấy Jiwa. Cô ta ăn mặc phong cách y chang Ja. Ja nhìn bằng cặp mắt phán xét từ trên xuống dưới một hồi rồi tức giận bỏ đi. Jiwa chạy theo giải thích. Ja chửi mắng Jiwa và cảnh cáo đừng cố trở thành bản sao của mình nữa. Nhưng Jiwa đáp đó là do lòng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hay mày muốn ở bên người yêu của tao? Rồi đẩy Jiwa ngã sấp mặt trước bao nhiêu người. Bạn học vội đỡ cô dậy. Ja sau khi buông lời cay đắng rằng loại như mày có chết đi đầu thay lại cũng bao giờ bằng tao, rồi bỏ đi. Thật là chua ngoa quá. Hôm nay là sinh nhật của Ja, mọi người đến rất đông đủ. Bỗng dưng Jiwa cũng đến. Đội trưởng Justin nói vì Jiwa cũng xin đi nên đành phải cho phép. Ja tỏ vẻ không vui ra mặt nhưng vì nề mặt anh đội trưởng nên đành mặc kệ. Sau khi mọi người đi vào trong thì còn Jiwa đứng bên ngoài, đôi mắt láo liên như suy tính gì đó. Thấy Jiwa say xỉn, BZ và Nat có một suy nghĩ đen tối. Hôm sau BZ khoe chiến tích đêm qua của mình cho Nat coi, nào ngờ clip lại bị tung ra. BZ chất vấn Nat tại sao lại hại mình. Nat không hề hay biết chuyện gì, thì chợt nhớ ra mình bị mất điện thoại. Chắc hẳn người nhạc được đã phát tán clip đó lên mạng. Chuyện này rất nhanh đã bị giáo viên biết. BZ lập tức bị mời lên phòng hội đồng. Cái này chỉ có hoàng chó. Nhưng điều bất ngờ là Ja không phải là cô gái trong clip. Khi ấy Ja nghi ngờ cô bạn tên Pin đang ngồi gãi này, vì đã nhìn thấy cô ta ôm bạn trai mình trong tiệc sinh nhật. Mày nhìn gì vậy? Mày nghĩ tao là đứa trong clip à? Tao cũng đếch biết. Cô gái này đứng lên, cả hai sắp chửi nhau to rồi. Cậu bạn này ngăn lại nói là nghĩ cách giúp BZ trước đã. BZ đã xuống rồi. Ja lần này không kiềm chế được nữa, tát cho tên khốn nạn này một phát. Tại sao anh cắm sừng tôi, lại còn đúng vào ngày sinh nhật? Đồ tồi. Giờ thì cả trường biết tôi yêu phải một thằng yếu sinh tố. Mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về Jiwa là cô gái trong clip. Jiwa lên phòng giáo viên uất ức nói rằng mình bị vu khống, khẳng định mình và BZ không có gì hết. Nhưng cô giáo chỉ cho rằng Jiwa đang ngụy biện vì BZ đã khai rằng người nằm dưới cậu ta chính là Jiwa. Jiwa ra sức chối bỏ, phẫn nộ kêu oan.
Cô giáo nói nếu vậy thì hãy đi tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình đi. Siwa tức đến phát khóc chạy ra tìm Burgess, bắt cậu ta phải nói ra sự thật. Siwa giật lấy điện thoại toàn xóa clip thì bị đẩy ngã, Lin chạy tới đỡ cô dậy. Siwa còn bị ra hội đồng đánh ghen, bị chụp ảnh quay clip lại, vô cùng nhục nhã. Đám người này bỏ đi để lại cô gái tội nghiệp bị đánh bầm dập, bè bết máu nằm bất tỉnh. Xe cảnh sát chạy tới đưa Siwa đi. Nhưng khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở nhà hoang, trước mặt có 4-5 tên đàn ông đang vây kín cô. Lũ người này không phải cảnh sát mà là hội nhóm chơi ngài. Họ giữ tay chân cô lại mặc cho cô hoảng sợ la hét, còn một người phụ trách việc yểm bùa. Người này cầm tấm ảnh Siwa lên, nhỏ sắp nến lên tấm ảnh đốt cháy rồi đọc thần chú liên tục. Một lúc sau thì Siwa dãy giụa, ngọn lửa thiêu ngắn tấm ảnh tới đâu thì toàn thân của cô càng bị co quắp đến đó. Vô số những đường gân màu tím hiện lên, cô la hét, cả người cảm thấy như bị thiêu rụi, nóng và ngứa vô cùng. Rồi khói bốc lên, rất may vẫn còn giữ được mạng để mau về nhà. Mẹ ơi cứu con, bà mẹ nhìn đứa con gái yêu quý của mình với đôi mắt cực kỳ giận dữ. Cô lại bị chơi bùa, bên kia vẫn chưa tha cho cô. Cô đau đớn đến ngất đi, mẹ Phong quyết định dùng một nửa sức mạnh còn lại của mình để cứu con gái. Việc Siwa mất tích khiến cho mọi người xôn xao. Nhóm xấu tính này đang ngồi xàm xí với nhau ở sân bóng thì chợt Siwa lại xuất hiện, tiếp tục công việc trước kia của mình, khiến lũ này có chút hoảng sợ. Không phải anh Justin đã nhận nhân viên mới rồi sao? Siwa lần này trở lại với một diện mạo khác, cô cất tiếng hỏi, có ai cần nước không? Điều mà trước giờ họ chỉ thấy ở cô là một cô gái nhút nhát, nay dám mở miệng ra nói sao? Siwa từ từ tiến lại ghế ngồi, xịt nước hoa thơm phức lên mình, điệu bộ đã khác trước rất nhiều khiến Ubi Team vô cùng hoang mang. Một cuộc họp đang diễn ra, có hai luồng ý kiến đồng ý và không đồng ý cho Siwa trở về lại đội tuyển. Cha dĩ nhiên là không chịu, nhưng Justin đã lên tiếng nếu đuổi Siwa thì phải đuổi luôn cả Burgess, như thế mới công bằng. Nhưng nếu cậu ta rời nhóm thì cơ hội chiến thắng năm nay sẽ không có. Điều này khiến cả đám vô cùng suy nghĩ. Cô giáo lấy lý do Siwa mất tích mà không báo trước đã làm ảnh hưởng team nên sẽ loại luôn Siwa, còn Burgess vì giữ vị trí quan trọng nên sẽ được khoan hồng. Nalin đến và hỏi Siwa có ổn không, thông báo rằng việc cô bị loại là thực chất là sự hãm hại. Siwa chỉ nhẹ nhàng nói nếu như thế thì không phải chết. Câu này khiến Nalin vô cùng khó hiểu. Cả đám bàn tán về sự trở lại của Siwa, cảm thấy may mắn vì cô giáo đã không nghe lời Justin, và họ cũng cảm thấy sự trở lại lần này của Siwa thực sự rất lạ lẫm. Tối hôm đó, sau khi skincare xong các thứ thì ra lên giường ngủ, chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình. Rồi Siwa với bộ dạng máu me nhảy lên người bóc cổ ra, là mày đúng không? Người đã dùng ngài chơi tao. Ra la hét sợ hãi, máu cứ thế phun đầy mặt cô ta. Ra bật dậy, hóa ra là ác mộng. Trên trường đang có một buổi phỏng vấn diễn ra về việc bầu chọn đội trưởng cho năm nay. Các phụ nữ hú hét ầm ĩ về những động thái của hai idol Kim và Nat trong tuần qua. Cách mà hai chàng trai này trả lời phỏng vấn cũng thật là khéo, khiến cho OTB mà họ chế cứ như đã trở thành hiện thực trong mắt các fan cuồng. Siwa lướt ngang Pink, khích Pink về chuyện tranh giành vị trí đội trưởng. Pink cũng có chút suy nghĩ, cho là Siwa bị điên nên bỏ đi. Bên này đột nhiên Kim thấy chóng mặt, mặt mũi trắng bệch ra xém ngất xỉu. Nat thấy thế liền đưa vào bệnh viện. Hai đứa bạn cười cợt, không có fan ở đây là mờ chi vậy. Tại phòng bệnh, Nat rất lo lắng cho Kim, giữa cả hai đã nảy sinh tình cảm. Nat bất ngờ hôn vào môi Kim, mà cảnh tượng này đã bị cài mốc quay lại được. Phần này thì OTB bao riêu rồi, thì ra thứ tình cảm đầy thuyền giả thành thật này là do cái mốc đi thỉnh buồn mà có. Cô gái này thực sự bị điên rồi, vì muốn OTB của mình thành thật để thỏa mãn sở thích biến thái của mình, mà lại dám chơi bùa. Cô ta không hề biết rằng điều cô ta làm sau này đã dẫn đến một hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Cô bạn cùng phòng khuyên đừng nên tọc mạch chuyện đời tư của người khác, nhưng làm gì có ai cứu nổi fan cuồng cơ chứ. Cai Múc đang đắm chìm trong thứ tình yêu giả tạo mà chính mình tạo ra. Kim đứng dưới nhà Nat, nhắn tin mãi không được phép. Anh ta vào xe ngồi rồi tự nhiên lại mò mẫm cơ thể mình, người anh ta toát ra một thứ yêu khí kỳ lạ. Bên này, Nat đang chuẩn bị hành sự với cô em nóng bỏng xinh đẹp vừa mới tán được, tự nhiên cảm thấy vô cùng gớm ghét khi người phụ nữ này leo lên người mình. Nat xô cô ta ra, phi đi ói kịch liệt, giống như bị dị ứng với đàn bà vậy. Siwa thấy Cai Múc để đồ nghề trên bàn, liền lôi máy ảnh của cô ta ra xem. Cai Múc hoảng sợ lấy lại, Siwa vẫn thản nhiên nói ảnh chụp rất đẹp, sau đó thì lôi trong cặp ra thứ gì đó cố tình làm trước camera. Cô fan girl hủ nữ cuồng nhiệt này vô tình nghe thấy tiếng động lạ trong phòng thay đồ, liền lén lút quan sát. Cô vui sướng phát hiện ra hai idol của mình đang cả hầy rất mạnh mẽ, điều này khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn là thích thú. Cô ta tìm đến thể pháp nói mọi thứ đã đi quá xa so với mục đích. Đã có ai đó động tay tới con hình nhân này rồi, người này không chỉ muốn đẩy Kim và Nat mâu thuẫn với nhau mà còn muốn hiểm họ tới chết. Thầy pháp hứa sẽ giúp Cai Múc trong khả năng. Clip đẩy tiêu cực hot của Kim và Nat trong phòng thay đồ sớm đã lên xu hướng. Cả hai sớm đã lên phòng giáo viên, họ không biết tại sao họ lại làm vậy trong khi không đụng một giọt rượu nào. Mọi chuyện xảy ra như thể bị thôi miên vậy.
Dĩ nhiên là giáo viên không chấp nhận cái lý do khó tìm như vậy, liền đuổi Kim và Nat ra khỏi team. Đột nhiên tin nhắn gửi tới điện thoại của Kim, lỗ đích nở hoa có đau không cưng. Rốt cuộc là ai chứ? Kim gọi điện thẳng cho kẻ xấu mặt đó, chỉ nghe giọng của Jiwa cười rất thỏa mãn rồi ôm đầu quay cuồng mà gục xuống. Jiwa một mình đến ngôi nhà hoang, nơi đã ngất những kẻ dám hãm hiếp mình. Cô trả thù từng tên một, Jiwa về nhà, lấy ra một nắm tóc, lấy một con búp bê ba mắt đặt lên bàn, rồi dùng lửa hơ lên nắm tóc đó. Đọc thần chú nghe rất sợ, một lúc sau điện thoại của Kim đã nhận được hình ảnh những tên côn đồ mình thuê lúc ấy đã chết. Hắn ta đau bụng, nằm vật xuống giường kêu la thê thảm, liên tục phun ra rất nhiều máu. Khi lúc này như hóa điên, hắn bị ảo giác nhìn đội ngũ bác sĩ thành hồn ma của những tên xấu xa đó đang quay về báo thù mình. Cậu ta hoảng sợ bỏ chạy lên sân thượng rồi nhảy xuống kết liễu mạng sống. Cái chết của Kim được người ta biết đến như một vụ tự sát vì lộ tuyết mình đóng rẽ gầy, nhưng đâu ai biết được phía sau đó là thuật thương ngải của Jiwa. Cái múc lúc này vô cùng hối hận. Nalin trong lúc luyện tập đã bị chấn thương, vừa hay lúc này Justin dẫn Jiwa tới, thông báo rằng sẽ kết nạp thêm cô ấy vào đội. Mọi người ngạc nhiên, không đồng ý. Nhưng Justin nói rằng đội còn đang thiếu người và Nalin cũng đang bị thương nên vẫn nên để cho Jiwa vào nhóm. Cha đứng lên trưng cái mỏ hỗn ra với đàn anh liền bị đàn anh dạy dỗ. Dù sao quyền quyết định duyệt ai vào nhóm cũng đang là quyền của anh. Bọn họ cho rằng Jiwa sẽ là gánh nặng và bắt cô phải chứng minh thực lực của mình. Đơn giản thôi, Jiwa liền thể hiện ra tài năng nhảy của mình trước mọi người với phong thái vô cùng tự tin, thậm chí còn hoàn thành rất đẹp động tác nguy hiểm mà lúc nãy đã khiến cho Nalin bị thương. Cha đứng lên tuyên bố thẳng là thích con nhỏ Jiwa này. Jiwa cũng không ngại đáp trả, nói nhảy thì nhảy cho coi rồi, bộ đuôi hả, khiến cho cha chỉ biết cầm mồm quay đi. Jiwa còn khích thêm một câu, đừng quên lượm theo bộ mặt giả tạo của mày đi, khiến cho cha tức điên, lao tới định tác động vật lý Jiwa, nhưng bị bạn học cản lại. Jiwa làm gì còn phải là cô bé nhút nhát như trước nữa, đôi mắt sắc lẹm bây giờ đủ để áp đảo đi khí thế của đối phương. Mọi người giải tán, thành viên trong nhóm cảnh cáo Justin nếu làm vậy thì đội sẽ chẳng còn một ai. Tóc xoăn yêu cầu Justin phải giải thích lý do tại sao lại đưa Jiwa vào trong khi trước giờ chưa hề nói chuyện. Thì ra điều này cũng đã nằm trong sự sắp xếp của cô ấy. Cô ta lấy trộm khăn giấy mà Justin đã xài qua, đem về yểm mũi yêu vào để dễ dàng khiến Justin nghe lời mình. Cai múc đi giải quyết nỗi buồn bỗng nghe có tiếng ai đó thì thầm phòng kế bên, cô ta cảm thấy hơi lạ. Khi đi ra thì thấy Jiwa bước ra, Cai múc sợ hãi bỏ chạy như gặp ma. Cô ta đứng bên ngoài theo dõi thì thấy Jiwa vừa xịt nước hoa lên người vừa lẩm nhẩm gì đó. Cô ta liền đem chuyện này kể cho bạn cùng phòng. Cô bạn bài khi nào thấy Jiwa có hành động gì kỳ lạ thì cứ chụp ảnh và quay video lại. Ba cô gái này ngồi ăn ở canteen liền nhận thấy có đám người cứ nhìn chằm chằm mình. Thì ra là vụ Jiwa là thành viên mới của nhóm. Gia vẫn thái độ khinh người, nó không thể cướp mọi thứ từ tao đâu. Cai múc không ngừng bám theo Jiwa để chờ cơ hội chụp ảnh. Cô ta quay lén cảnh Jiwa bỗng dừng lại vẽ ký hiệu gì đó lên tường rồi niệm chú. Cảnh này cũng bị một chàng trai tên Gian chú ý đến. Cai múc còn quan sát được tại canteen Jiwa cũng thật kỳ lạ. Cô ta lấy thêm hai cái đĩa đặt đối diện, chia phần cơm của mình sang hai đĩa đó. Đây là hình thức cúng cho vong ăn. Cảnh hay thế này sao có thể bỏ qua? Cô ta đưa camera lên quay vì Jiwa chợt nhìn sang, mặt cô ta tan chảy như sáp cùng với máu me túa ra từ miệng trông thật bác ói. Cai múc sợ hãi hét toáng lên. Một người bạn thấy vậy bèn đập một phát cho cô ta tỉnh. Sao tao gọi hoài sao mày không nghe? Cai múc nhìn lại thì Jiwa đã biến mất từ lúc nào. Bên này, Jiwa dần chiếm được tình cảm của mọi người sau scandal năm xưa. Phan đến tặng quà và xin chụp ảnh khiến cho hai cô gái này cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Trong phòng thay đồ, con nhỏ này đến giật nước hoa từ tay Jiwa rồi xịt lên người. Cái gì mà nóng vậy? Nước hoa hay nước thánh? Jiwa không nói gì, chỉ lộ rõ ánh mắt khinh bỉ. Pin cố tình làm rớt lọ nước hoa xuống đất. Jiwa chỉ nhếch mép nói một câu, làm bể đồ của người khác thì phải đền. Hai con tiện nhân này cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Sau khi tập xong, Pin đến tủ đồ để thay đồ. Bờ rét từ phía sau thình lình ôm chầm cô ta rồi đè cô ta xuống, nói là muốn vui vẻ như trong clip. Pin dãy dụa kêu la mình có phải đứa trong clip đâu. Tự dưng thấy có nước gì đó bắn trên mặt, mở mắt ra, đó không phải là bờ rét mà là một con quỷ lưỡi dài. Cô ta hoảng sợ hét toáng lên. May mắn là tiếng điện thoại vang lên làm con quỷ tiến thái biến mất, suýt nữa thì bị một con quỷ hắc diêm. Gia gọi điện hỏi có cần bờ rét đến trường đón không. Pin nói không cần, đồng thời xác nhận được bờ rét đang ở cạnh Gia. Pin mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về. Cô ta không biết hương nước hoa trên người cô ta đã thu hút vô số đàn ông muốn chiếm hữu. Hôm sau Pin đem cơ thể y ẩm lên trường. Gia hồn nhiên nói rằng Pin sẽ vượt mặt mọi người mà làm nhóm trưởng. Điều này vừa hay lại chạm trúng tim đen của Pin. Gia với Pin livestream nói chuyện với fans. Fans hỏi đến Jiwa thì cả hai cười cợt, vừa nghe tên đã cảm thấy thúi. Cướp bồ bạn còn tỏ vẻ như không có gì. Một dòng bình luận kỳ lạ. Cướp bồ bạn như mày từng làm à? Cha tưởng comment đó đang bêu xấu mình. Thì lại tiếp tục có một comment khác, đứa nào nhột thì là đứa đó đó. Điều này bỗng chốc làm cho Pin thay đổi thái độ.
nói là những loại bình luận kiểu này khiến cô bị tụt hứng. Kêu ra mau tắt like xin đi. Một đoạn clip được gửi đến trong điện thoại Gia. Trong clip là Pink bị đánh ghen vì làm tiểu tam, chơi chén cướp bồ người khác. Gia rất tức giận, chất vấn Pink. Lúc này lại lộ ra chuyện Pink và Liễu A có mối quan hệ bạn bè trước kia. Pink không nói vì không muốn bị Gia đối xử như những đứa Gia ghét. Nhưng Gia cho rằng Pink đang ngụy biện và có thể Pink cũng đang âm mưu cướp lấy bờ rết. Pink lúc này rất tức giận. Cô ta nói tốt thôi, không chơi nữa thì sẽ không bị ai điều khiển cuộc sống của mình. Và chửi thẳng mặt Gia là con chảnh chó. Gia rất thất vọng vì nghĩ rằng Pink từng thật lòng với mình. Cô chửi Pink là con gớm ghiếc rồi bỏ đi. Pink ngồi một mình buồn rầu. Liễu A đi ra cà khịa, cãi nhau cũng dữ dội ha. Trong quá khứ, Pink và Liễu A từng có một mối quan hệ rất tốt. Liễu A luôn bên cạnh Pink mỗi khi cô bị ăn hiếp. Nhưng khi Pink thấy Liễu A có người mẹ điên liền né tránh, lại còn đi làm tiểu tam. Lúc Pink bị đánh ghen, Liễu A cũng nhào ra xô lũ người kia ra để bênh vực bạn. Thế mà bị Pink hắt cho gáo nước lạnh, nói rằng đừng dính lấy mình nữa. Sự tham vọng của Pink đã khiến cho Pink thay đổi. Pink vào toilet rửa tay, xắn tay áo lên cảm thấy những vết bầm trên tay mình thật là kỳ lạ. Cuối cùng buổi bình chọn cho vị trí nhóm trưởng cũng đến. Kết quả là Pink có số phiếu cao nhất, được làm đội trưởng, còn Gia sẽ thành dự bị. Đây giống như một cái tát vào mặt Gia. Sự nhục nhã này từ trước đến nay cô chưa hề có. Gia cảm thấy không công bằng, bộ tụi bay không thấy tao cố gắng thế nào sao. Pink đứng lên nói mình sẽ rút lui nếu Gia thấy không phục. Điều này đã chọc tức Gia. Gia cho rằng Pink đã dùng mọi thủ đoạn để có được vị trí này. Sau đó một trận combat xảy ra. Mọi người lao vào can ngăn hai con đàn bà này thì Di Oa ngồi một góc, tận hưởng kịch hay. Justin lên tiếng cảnh cáo rồi giải tán. Nhóm Ubi đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Cai Múc vào phòng thử đồ xin chụp ảnh. Cô ta tiện thể chụp lén Di Oa, khiến Di Oa khó chịu. Đi đến thẳng tay hất con máy ảnh xuống đất. San hỏi cô định đi theo chụp hình Di Oa đến bao giờ. Điều này khiến cho Cai Múc bị lúng túng. Tiết mục văn nghệ của Ubi Team diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên đến khúc cuối cùng, tức tư thế nguy hiểm nhất, Cha chợt thấy có con quỷ đang liếm cổ Pink, cô ta sợ hãi buông tay, làm Pink đang từ vị trí trên cao nhất ngã xuống, gãy cổ chết. Ziwa nhìn ngắm những vết sẹo trên người mình, những gì mà mình đã chịu đựng trong thời gian qua. Hồi đó vì để cứu cô, mẹ cô đã cho đi một nửa sức mạnh của mình, cô phải chịu sự đau đớn tột cùng để có thể giải được mớ ngài này ra khỏi người. Và việc Ziwa cần làm lúc này, đó là tìm ra danh tính của cô gái trong clip đó. Cha lúc này ở đồn cảnh sát một mực nói rằng lúc đó vì nhìn thấy bóng đen đáng sợ nên mới buông tay ra khiến cho Pink mất mạng. Là cảnh sát thì làm sao có thể tin vào những thứ gọi là ma quỷ. Anh cảnh sát cho rằng thần trí của cô không được ổn định liền bảo cô về nghỉ ngơi. Phóng viên rất nhanh đã bù đồng với hàng loạt câu hỏi. Nhưng Gia chỉ khẳng định rằng cái chết của Pink chỉ là tai nạn. Lúc này trên sân thượng, cả Gian và Nalin đều cảm thấy mọi việc trở lên thật kỳ lạ. Từ sau cái chết của Kim, Ziwa rất đáng nghi. Sau khi comeback cô ta đã trở nên thay đổi 200 độ. Mà Nalin hôm đó cũng đã nhìn thấy có bóng đèn xuất hiện hãm hại Pink. Cả hai nghi ngờ Ziwa đã làm gì đó và Gian quyết định sẽ không để cho vụ này chìm. Justin muốn rút khỏi nhóm sau những cái chết của thành viên trong nhóm. Nat tức giận trách Gia tất cả vì sự ích kỷ của cô và Gia. Tất cả dư luận đang hướng mũi dìu vào Gia vì Gia rất ghét Pink. Dù cho trước kia Pink đã đối xử với Gia tốt như thế nào, trong cuộc họp nội bộ, cô giáo tuyên bố sẽ tước quyền làm đội trưởng của Gia vĩnh viễn, coi như đây là hình phạt mà cô phải chịu. Nhưng với bản tính đanh đá của mình, Gia nói rằng cô sẽ phải hối tiếc vì dám đưa ra quyết định như vậy. Gian theo dõi Ziwa về đến tận nhà, nhìn thấy mẹ phon phát điên ném tấm ảnh ra cổng, hét lên biến ra khỏi nhà tao. Ziwa lôi mẹ vào trong rồi thu dọn hiện trường. Đó là tấm ảnh của cô và bạn thân, Sai, cả hai đã từng ở với nhau trong cô nhi viện. Gian chụp được tấm hình Ziwa đang làm từ thiện đưa cho Nalin xem. Đây là nơi mà bố Lin hay dẫn cô đến đó làm từ thiện. Lin cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ với cô bạn Ziwa này. Tại hầm xe, Ziwa đã cho một cô gái này một gậy khiến cô ta ngất xỉu. Cô ấy chính là friend with bún đậu mắm tôm của Nat. Ziwa chất vấn về danh tính của cô gái trong clip. Tuy không tra ra được nhưng Ziwa đã có được một thông tin quan trọng. Đó là video đó chính Nat đã tự tay tung lên. Và chính cô Park đã ép vở rết và Nat dắt mũi dư luận rằng đứa trong clip đó là Ziwa. Tại sao cô Park lại làm như vậy? Gian và Nalin đến cô nhi viện và biết được Ziwa đã từng sống ở đây. Về sau được bà Phon nhận nuôi cùng với Sai, nhưng sau đó thì cũng không nhận được thêm thông tin nào về tung tích của Sai nữa. Cả hai đi đến ngôi nhà được cho là trước đây họ từng sống. Trong nhà không có tí manh mối gì ngoài những thứ nằm ngổn ngang, lộn xộn. Gian phát hiện ra một căn nhà kho. Khi bước vào thì hỡi ôi, cả một phòng thờ nằm bên trong này. Dưới đất là ảnh gia đình. Trông họ từng rất hạnh phúc, nhưng ông cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Nalin cảm thấy ớn lạnh nên đành cả hai ra về. Sau những cái chết bí ẩn, Ziwa vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nghi phạm. Ziwa tư vấn cho cô Park một kế sách, đó là hãy tung tin cho rằng nhóm của Gia là người đã dựng lên tất cả mọi chuyện. Cô Park cảnh cáo sẽ đuổi Ziwa đi, tống cổ em đi như cách cô đã làm 3 tháng trước hả?
Cô Bát lập tức thay đổi thái độ. Được đà, Zio đe dọa luôn cô Bát nếu không rửa oan cho mình thì cô cũng sẽ bày ngừa. Cô Bát tức điên lên tát cho Zio một cú trời giáng. Cú tát này đã động phải ngài của Zio, lập tức cô ta bị cả đàn kiến ăn mòn hết toàn bộ khuôn mặt dẫn đến tử vong. Ông thầy cúng này đang luyện thứ ngải ma thuật trên sân thượng theo lời của một ai đó. Cai Múc về nhà xem lại từng tấm hình mình đã chụp lén Zio và phát hiện luôn có một cái bóng đen cứ theo sau cô. Cai Múc lập tức in những tấm ảnh đó ra đem đến cho Lin và Gian. Gian lấy ra những tấm hình mình nhặt được ở kho nhà cũ Zio thì cũng có bóng đen như vậy. Họ khẳng định hơn Zio đã dùng sức mạnh tâm linh để tạo ra cái chết của Kim. Cô Bát và Ping, Nat khi về nhà thấy một đống giấy báo nợ kèm lời đen dọa sẽ cho hắn 3 ngày. Nat mở điện thoại lên nghĩ sẽ dùng clip trong điện thoại để tống tiền budget. Bỗng có kẻ lạ mặt thì thầm điều gì vào tai Nat khiến hắn giật mình. Quay ra nhìn thì không có ai cả. Cánh cửa phía sau lưng hắn đã mở ra từ bao giờ. Hắn thận trọng bước vào, căn phòng ngập sắc đỏ trông thật ma mị. Thấy hơi ớn lạnh, Nat bước ra và bấm thang máy lên nhà. Những lời lăng nhục, xỉ vả, những trận đòn sống giờ chết giờ khiến cho Dioa ngủ không ngon giấc. Cô đau đớn bật khóc, càng nghĩ càng căm hận, thề với lòng sẽ trả thù từng đứa một. Cô sẽ bắt chúng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lin khuyên Zioa nên dừng lại. Zioa đáp rằng trước kia cô cũng đã từng van xin lũ mất dạy đó dừng lại. Cô đã từng bị đối xử như động vật thì làm sao có thể bỏ qua được chứ. Tin đồn thành viên trong đội tuyển dùng ngải hại nhau mau chóng được tung ra. Cai Múc đem đến những món cầu bình an và tránh tà mà cô vừa thỉnh được đến cho Nat. Nat lập tức gạt đi và bảo đừng làm phiền anh ta nữa. Cái cặp đôi của mày đã chết từ lâu rồi. Tao là thằng, không phải gay, rồi tức tối bỏ đi. Cũng phải thôi, chính cô ta cũng là tác nhân khiến cho mọi thứ thành ra thế này cơ mà. Gian đến an ủi, nói rằng Nat đang bị áp lực. Những lời này cũng khiến cho Cai Múc thoải mái lên. Nhìn Lin ngủ, Gian không kìm được lòng định thơm cô một cái. Nhưng thật xui xẻo Lin đã tỉnh dậy. Cả hai tạm biệt nhau, Lin lái xe ra về. Lin đang tắm thì cảm giác như có ai nhìn lén mình. Cô vén màn ra lại không có ai cả. Rõ ràng cô đã thấy một gương mặt mà. Cô quay lại thấy một nhỏ con gái đang đứng tắm. Nhỏ đó quay lại hiện ra bộ mặt vô cùng đáng sợ. Lin ngã ngửa ra đất. Sao của Zia đâm đến đầu Lin sặc máu đến đó. Nhưng Zia đã dừng tay lại tha cho Lin một mạng. Vừa rất muốn làm chuyện ấy với Zia, nhưng bị Zia đẩy ra. Cô ta đã quá mệt mỏi với những sự kiện gần đây rồi. Vừa rất chán nản bỏ ra ngoài đi chơi gái. Vừa hay Zia đã nhìn thấy cô nhân viên massage đưa cho VZ một đoạn clip 18 cộng của VZ, nói rằng đây là clip mới do người trong nhóm anh truyền nhau, còn bày tỏ mình là một fan hâm mộ của VZ. Gian và Cai Múc đến thăm Lin, thắc mắc về lý do giết người của Zio. Gọi cho Nat không được, lo lắng nên Cai Múc lập tức chạy đi xem liệu Nat có xảy ra chuyện gì không. Nat lúc này đang ngồi chơi game bạt mạng trong phòng, không thèm nghe máy của nhỏ fan girl phiền phức kia. Một cuộc điện thoại gọi tới báo có người tìm. Nat đi xuống sảnh thì bị VZ đấm cho một cú ngã lăn quay. Nat khai vì tiền nên mới để lộ clip. BZ không những không đưa tiền còn định thủ tiêu luôn thằng bạn thân. Zioa đứng bên ngoài đã chứng kiến hết. Nat bỏ lên phòng. Tức tối, hắn gọi cho một ông anh, tiết lộ clip tiếp theo. Và clip lần này chính là thứ mà mọi người hóng chờ. Vì nó lộ rõ mặt cô gái mọi người luôn tò mò bấy lâu nay. Khi clip được gửi đi là lúc Nat cũng được xóa nợ. Thứ khốn nạn bán đứng bạn bè. Bỗng dưng đầu Nat đau như vú bổ. Mọi thiết bị điện tử trở nên nhiễu loạn. Hắn bỗng thấy có một bóng đen của một tay lớn đang thò tới bóp cổ hắn. Bàn tay cứ dí theo Nat, còn hình nhân bị bẻ chân khiến Nat cũng chạ chân mà ngã xuống. Zioa tiến đến cùng với một con dao trên tay, ân cần hỏi thăm sao rồi Nat. Mọi chuyện là do mày đúng không? Zioa hỏi với cô gái trong clip. Nat đem ngược, nếu dám làm gì hắn thì đừng hòng biết. Zioa đâu phải dạng vừa, tra tấn một hồi thì nhóc con cuối cùng cũng chịu khai. Nhưng chưa kịp nói thì Nat như phát điên, bốc cháy chết ngay trước sự ngỡ ngàng của Zioa. Là ai? Ai đã ra tay? Cai Múc đã tìm đến phòng của Nat nhưng không có ai. Cô lên sân thượng thì nhìn thấy cảnh tượng Zioa đứng đó cầm con dao, còn Nat thì bốc cháy. Zioa lập tức phát hiện ra Cai Múc, nhỏ đeo kính sợ hãi bỏ chạy. Zioa thản nhiên đuổi theo. Cai Múc gọi điện cho Lin nói rằng chính Zioa là kẻ đã giết Nat và giờ định khử luôn mình để bịt miệng. Cai Múc chạy một hồi thì thấy có một con zombie bò từ dưới cầu thang bò lên, chạy ngược lên lại thì gặp Zioa. Thôi xin là xin vĩnh biệt, đằng nào cũng là ngõ chết. Con quỷ đó rất nhanh đã tóm được Cai Múc, cô ta hất ra bỏ chạy. Gặp được Lin, nói Lin hãy chạy đi. Nhưng Lin cứ đứng chờ ra. Điện thoại gọi đến từ Lin. Vậy nhỏ trước mặt là ai? Cai Múc lại tiếp tục chạy bạt mạng, còn Zioa vẫn từ từ như đi siêu thị. Cai Múc trốn trong phòng giật ủi. Zioa rất nhanh đã tìm ra được con mồi. Cô ta lúc này trông thật quỷ dị. Nhìn vào máy ảnh đi nào, chị Lin giả cũng mau chóng xuất hiện. Cai Múc lần này hết đường thoát. Một lúc sau Gian và Lin tới nơi, chỉ thấy xe cứu thương và cảnh sát. Họ không dám nhìn thẳng xác của Nat, thì nghe có thêm người chết bên trong. Xác của Cai Múc được phát hiện chết trong máy giặt đang hoạt động, thật sự rất khủng khiếp. Phía cảnh sát cho rằng hai vụ chết người này rất kỳ lạ.
họ không tìm ra được tí manh mối nào của sự ám sát và hung thủ cũng rất nhanh gọn, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Gian lái xe đến nhà Di Oa Hồng tìm được tí thông tin, nhưng mẹ Phon phát điên khiến cho cả hai sợ hãi mà bỏ đi. Bà ta đã chui vào xe từ lúc nào? Liên tục bóp cổ Lin, Gian phải dừng xe lại để lôi người đàn bà này ra. Lin lái xe phóng như điên, thấy bà ta bị kéo đi. Lin ơi, mau dừng lại đi. Nhưng không kịp nữa, bà ta đã chết rồi. Tuy nhiên Gian đã sớm gọi cho cảnh sát và bảo Lin hãy tiếp tục đi đi. Bố Lin xuất hiện trên bản tin, đưa ra các biện pháp ngăn chặn và mong muốn sẽ không có cái chết nào tiếp theo nữa. Nhưng người đàn ông này có phải rất quen thuộc với Di Oa không? Di Oa đến nhà hỏa táng, nhân viên nói rằng xác của bà Phon không hề giã ra. Di Oa bước tới bên lò thiêu, tay cầm một nắm hạt, đưa lên miệng niệm rồi ném vào bên trong ngọn lửa đang cháy. Ngay lập tức xác của bà Phon cũng hóa thành tro bụi. Thần kỳ đến vậy sao? Di Oa tìm kiếm thông tin về bố của Lin, bỗng dưng ngải trên người cô xuất hiện trở lại khiến cô vô cùng đau đớn. Sức mạnh của thân xác này được nuôi bằng sự hận thù tột cùng của Di Oa, nhưng nếu muốn tồn tại tiếp thì phải tìm lấy một thân xác mới. Gian lấy thân phận là sinh viên làm đồ án về văn hóa bùa ngải đến tìm người đàn ông vừa bị bắt sáng nay nhờ giúp đỡ, nhưng đã bị người đàn ông phát hiện ra là nói dối. Gian lộ mặt, đưa bức ảnh của Di Oa ra. Người đàn ông chỉ nói rằng cô ta sẽ bị bẻ cổ chết vì số phận định sẵn là cả hai không thể sống. Hóa ra bà Phon trước kia nhận nuôi Di Oa và sai với mục đích làm vật tế thần ba mắt. Gian nhìn thấy bà Phon làm phép, tò mò nên tối ngày lén lút tìm hiểu, sau đó bị bà Phon phát hiện. Gian hoảng sợ đâm bà Phon một nhát, uống máu của bà ta, sau đó niệm chú: hỡi các thế lực đen tối, hãy qua nhập vào xác tao, khiến cho bà Phon bị mất đi một nửa phép lực. Bà Phon trở nên điên điên khùng khùng, còn Di Oa thì không biết gì nên vẫn can tâm tình nguyện chăm sóc cho người mẹ nuôi này cả đời, còn Sai thì bỏ đi biệt tâm. Sau khi được ông lão giải thích ngọn ngành về tà phép và cách sở hữu nó, về cái chết của bà Phon nếu dễ dàng như vậy thì tức là nửa sức mạnh còn lại đang nằm trong người của Di Oa. Gia lúc này biết rằng thứ mình đối đầu là một thứ gì đó rất kinh khủng. Gia lập tức báo tin cho Lin biết. Di Oa sau khi tìm được thuật hoán đổi bùa chú giữa hai xác thì việc đầu tiên cô ta làm là tắm để áp đảo vết thương và đang cân nhắc về cái xác tiềm năng nhất để mình thực hiện nghi lễ. Lin lo lắng vì không biết liên lạc được với Gia. Gia trả lời cô ta đã khóa hết các account. Gian cảnh báo Gia và bờ rết với Di Oa nhưng Gia chỉ cười khẩy. Thời nay còn có đứa chơi ngài nữa sao? Nhưng khi nghĩ lại cái bóng đen bí ẩn trong cái chết của Kinh thì Gia cũng chột dạ. Bờ rết nói rằng mẹ anh thỉnh mấy chiếc vòng cho bọn họ đeo. Bỗng dưng có một con quỷ lao tới khiến bờ rết và Gia giật mình. Rất nhanh nó đã biến mất. Bờ rết xuống xe kiểm tra nhưng không biết rằng con quỷ đó đã sớm ngồi yên ở ghế sau xe. Nó nhập vào Gia và đánh bờ rết ngất xỉu. Khi cả hai tỉnh lại thấy mình đang bị trói, trước mặt là Di Oa, cô vờn từng đứa một. Bờ rết đe dọa rằng bố anh ta sẽ không tha thứ cho ả, nhưng ả chỉ cười ẻ vào mặt hắn. Cái thứ như mày, nếu thằng cha mày chết đi thì cuộc đời mày có như một con chó ghẻ không? Với lại công tử bột chỉ biết bám chân cha mẹ thì hù dọa được ai? Cha còn mạnh mồm nói loại như Di Oa thì làm đếch gì mà có quyền mỉa mai chúng, chứ loại nào có quyền. Con cha lập tức nín hỏng. Di Oa chơi một mini game thử thách cặp đôi gà bông dễ thương này. Ả dí ra hỏi con cha này có tốt không? Bờ rết mím môi trả lời rằng cô ấy tốt với tao, tốt với tất cả mọi người, ngoại trừ con khốn như mày. Câu trả lời làm cha phải nói là mắc lòng mắc dạ. Nhưng cha đã sớm tắt hy vọng vì Di Oa ngay lập tức lột trần bộ mặt đẹp trai với sở thích bệnh hoạn của bờ rết. Mày thích đặt camera quay clip x làm chứ gì, nhìn mặt con kia trả lời đi. Đâu chỉ thế, bờ rết còn phát tán clip cho người khác xem. Gia thất vọng ghê tởm về ông bạn trai của mình. Cha lúc này cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Lần này tránh việc bờ rết bị bốc cháy rồi mất manh mối như trước, Di Oa cho bờ rết uống thuốc giải để cậu ta ói ra cái thứ thuốc đã bị hung thủ tầm sẵn trong bánh pizza. Bờ rết thà chết như không khai. Được, Di Oa lập tức niệm chú thao túng bờ rết phải tự miệng mình nói ra sự thật. Thì ra cô gái trong clip kia là nhân vật hiền lành không ai ngờ tới nhất, đó là Lin. Khỏi phải nói, cha như muốn phát điên. Có được kết quả cũng như rửa được nỗi oan của mình, đã đến bước phải tiêu diệt kẻ thù. Di Oa dẫn tới một em chó điên, cái bùa mày đeo trên cổ chỉ chống được ma quỷ chứ đâu chống được chó. Nhẹ nhàng thả em chó ra, cha gọi rát họng nhưng bờ rết đã bị bùa chú điểm huyệt. Con chó nhỏ cứ thế lao tới ngấu nghiến bờ rết như miếng thịt ngon. Bây giờ đến lượt của cha ra xinh đẹp, nhưng nào ngờ cha đã thoát ra được đánh nhau với Di Oa. Cô ta bám ngay vào vết thương của Di Oa khiến ả đau đớn ngã xuống, thừa cơ hội ra bỏ chạy thục mạng về nhà. Gian và Lin đến thăm ra, cha bóp cổ Lin đến chết đi sống lại. Tao biết sự thật về cái clip đó rồi, Lin hoảng sợ. Cô nói mình có thể giải thích, nhưng với bản tính của Gia thì Gia làm đếch gì chịu nghe ai. Gia nói người tiếp theo mà Di Oa diệt trừ sẽ là Lin, vì đã biết chuyện này ngay từ đầu. Dù thế nào đi nữa, bên cạnh Lin vẫn còn có Gian. Gian an ủi và động viên Lin, điều này khiến Lin cảm thấy được xoa dịu vô cùng. Kẻ bí ẩn đứng sau cái chết của Nat và hãm hại bờ rết chính là Gian. Vì hắn quá yêu Lin,
Để ngăn cho clip nóng của Lin không bị phát tán, Gian đã đi tìm một thầy pháp để dùng tâm linh giết chết nát. Quay về thực tại, Gian và Lin nghe theo lời thầy cúng, lén lấy đồ của Jiwa để trừ khử cô ta. Sau khi rửa được hình từ máy ảnh của Kai Múc, Gian lập tức đem đến chỗ của thầy cúng. Thầy bảo Gian hãy đi cứu bạn đi, việc còn lại để thầy lo. Gia đình Gia thấy con gái ngày càng tiều tụy, thần kinh bất ổn nên đem đến gặp sư thầy. Con gái của thí chủ đang bị yểm bùa, nếu muốn cứu con gái thì để cô lại tại chùa để dùng nước phất thanh tẩy bùa ngài. Sư đổ nước lên người Gia, vừa đổ vừa niệm chú. Gia mắc ói vô cùng nhưng không thể ói được, không thể chịu được nữa. Cô bỏ chạy vào toilet, bố mẹ Gia đuổi theo nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Cùng lúc gặp Gian và Linh, không ngoài dự đoán, cái xác mà Liêu A chọn chính là Gia. Sau khi chiếm được thân xác Gia, Jiwa khử luôn cái xác của mình. Lin bước vào, không tin được là Jiwa đã chết mà người ra tay lại là Gia. Jiwa lúc này xuất hiện, định khử luôn Lin thì bị thầy cúng dùng phép quật lại. Cô ta sẽ đành đạch, không ngừng đọc chú. Hỡi các thế lực đen tối, hãy quay lại nhập vào xác của tao. Chú này lập tức làm thầy cúng phải tắt điện, khỏi phải nói cũng biết được kết cục của ông thầy xấu số. Jiwa hồi phục lại sức mạnh, mày nghĩ cái thằng thầy bùa kém cỏi đó đụng được tao à? Lin sợ hết hồn. Đang lúc định ra tay thì một lần nữa, mạng Lin chắc phải nạp phun giáp nên mới may như vậy. Gian xuất hiện kịp thời, nhưng sức mạnh của nữ chính bao giờ cũng hơn. Jiwa nhanh tay đâm thật mạnh vào hình nhân Gian khiến anh ta trở tay không kịp. Đồng thời, cô vạch mặt luôn con ả mà Gian yêu sống yêu chết, dùng cả thanh xuân, tính mạng của mình để ra sức bảo vệ. Hóa ra Lin chính là trùng cuối. Các bạn coi đến đây chắc sớm muộn gì cũng đoán ra được, những nhân vật ngoài hiền lành ngây thơ sống được tới cuối game thường lúc nào cũng sẽ là phản diện. Lin đã chơi bùa Jiwa, khiến Jiwa phải chết đi sống lại. Lợi dụng tình cảm mù quáng của Gian để bảo vệ mình nhưng thật ra Lin lại yêu thằng công tử Papa Boy kia, thằng Bờ Dết. Cô ta cũng tình nguyện lên giường với Bờ Dết nhưng khi Gian phát hiện, cô ta lập tức diện phai người bị hại. Sau khi Gian rời đi, Lin trở mặt nói Bờ Dết hãy chia tay với cha, thổ lộ tình cảm của mình với Bờ Dết. Dĩ nhiên là cậu trai này chỉ xem cô là bạn tình, FWB mà thôi, và hai đứa lên giường với nhau sẽ là sự cố. Gian nghe thấy mà đau nhói, dĩ nhiên là Lin sẽ ngụy biện, ai tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, hôm đó chúng tôi say quá thôi. Ai cô cũng nói chuyện thân mật như vậy à? Jiwa ném hẳn điện thoại xuống cho Gian xem, bạn bè bình thường kiểu gì mà sticker ôm hôn chụt chụt như thế chứ. Lin câm họng, không thể nói được thêm bất cứ một câu nào. Gian vừa bị bùa chơi vừa bị crush để chơi, nhưng vết thương nào bằng vết thương lòng. Anh không ngờ dưới vỏ bọc ngây thơ, yếu đuối mà anh che chở bấy lâu nay lại ẩn chứa một cô gái với khuôn mặt giả tạo, trái tim tàn độc đến như vậy. Gian không thể nói thêm bất cứ một câu nào. Ánh mắt bất lực và thất vọng tràn trề nhìn về phía Lin. Anh ta đâu hề biết rằng mình từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của Lin, sớm bị Lin chơi bùa yêu nên đầu óc mới mụ mị như thế. Lin chỉ biết khóc lóc xin lỗi. Cô ta còn mặt mũi nói ra được những lời như vậy hay sao? Gian lao tới định một dao đâm chết Jiwa, nhưng lại bị cô ta chặn lại bằng con hình nhân. Lin thừa cơ hội lao tới đâm Jiwa, cả ba ngã vật ra. Jiwa vẫn còn sức mạnh leo lên người Lin, nhưng bị Gian bắn một phát thẳng vào ngực từ phía sau. Lin dụ Gian ra ngoài tìm người cứu. Lúc này lại thêm sự thật nữa được phơi bày, nhờ vết thương của Lin và Jiwa, Lin chính là say năm xưa. Lin sớm không chịu yên phận, trong người luôn mang vẻ đố kỵ và ích kỷ. Sau khi nghe được 4 ngày nữa mình sẽ bị đem đi làm vật tế và mình sẽ chết nếu nghi lễ có gì sai sót, quá sợ hãi sau khi bị bà Phong phát hiện, cô ta đã thực hiện thần chú rồi bỏ trốn. Trong lúc lang thang, Lin bị tên móc rác này bắt về hắc diêm. Cô ta liền đọc chú khiến cho tên này sặc máu chết rồi mau chóng bỏ trốn. Lin sau đó cũng dùng bùa phép để chiếm lấy ông bố giàu có kia, sống một cuộc đời sung sướng. Lin còn bắt cóc cô con gái để thực hiện bùa phép hoán đổi thân xác, đường đường chính chính trở thành đương kim tiểu thư. Sau khi chiếm được xác cô bé ấy, Lin ra tay trừ khử luôn, trong khi lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ. Jiwa và Sai cùng nhau hát lại ca khúc Ngôi Sao Nhỏ mà từ hồi bé chúng đều rất thích. Sau đó Jiwa cũng hẹo luôn. Lin vì để có được phun sức mạnh mà ăn thịt của Jiwa. Cuối phim, Lin đến tưởng niệm những thành viên trong đội. Cô nhìn cậu bạn Gian rồi nói, đi thôi, Jiwa. Khép lại chuỗi ngày buồn ngày chết chóc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một sub nhé. Ghé thăm kênh mình để xem những phim siêu hay khác.